Ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn cái giá đất và cái hiện trạng cái khu đất dịch vụ Đồng Giường của La Phủ, một trong những cái tên gọi là rất là hay, đất Đồng Giường. Các bạn có thể lên mạng search cái Đồng Giường và nhiều khi ở trên Google Maps cũng còn không có cái tên Đồng Giường luôn. Đây đây là cái khu đất dịch vụ sau khi mà nhà nước thu hồi đất và được trả cho nhân dân khi thu hồi các khu đô thị Lê Trọng Tấn này. Cái khu này là khu D, còn khu D đâu được bán đâu. Trục này ở trong La Phù họ đi ra nhỉ? Vâng. La Phủ đi ra và các làng đấy đi ra đường này. Thì phía sau này nó có một cái đường núi ra đường ra núi và một đường đất ra Lê Quang Đạo. Khu đất dịch vụ Đồng Giường này nó khoảng mấy nghìn mét vuông thôi, nó không được rộng lắm. Nó nằm xen kẹt giữa khu đất của xã La Phù và của khu D, khu đô thị Lê Trọng Tấn. Có một cái trục đường chạy biên của cái khu đất dịch vụ này là cái đường mà người dân La Phù người ta sẽ đi từ trong làng của người ta ra và người ta đi theo cái con đường men theo cái khu đô D của khu đô thị Lê Trọng Tấn này để người ta ra đường Lê Trọng Tấn và đi Hà Đông, đi Dương Nội. Đấy. Ở cái hiện trạng của cái khu đất dịch vụ này thì đúng thật sự là rất là tệ. Rất là tệ, nó ăn theo cái khu đô thị Lê Trọng Tấn thôi. Khu đô thị Lê Trọng Tấn thì lên đến cả 100 triệu đến 120 triệu mét vuông. Thì ở trong này thì với cái mặt đường như này, cái khu này thì được cái là đường rất rộng. Bao nhiêu chị nhỉ? Đây là Khu này thì 80 triệu. 80 triệu. Còn còn cái ô mà 51 mét kia thì họ đòi 82 chắc 80. Khu này là họ nói giá thực tế. 51 mét, mặt đường là đường trước mặt là 21 mét thì hè 6 mét. 21 mét kìa. Vâng, còn đường này đường 17 mét thì hè 3 mét. Duy nhất có trục đấy, trục kết nối ra đường ra 4 là đường 3 mét. Nó sẽ làm đường rộng nhỉ. Vâng. Công nhận với nó làm chia làm đường rộng thật đấy. Nó là trục chính, trục chính là đường rộng. Bởi vì đây nó không phải là lộ bộ, không phải một chút lấy hơn ạ. Vì giao thông cho này nó kết nối hết toàn đường lớn mà. Vâng. Cái này xây quả nhà ác phết đấy. Ở đây giờ cái là chưa có nước nhỉ. Điện thì có rồi ạ. Điện thì cũng gần có, chưa phải là có. Bây giờ họ vẫn đóng điện từ 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 dân, vì dân là nằm ngay sát dịch vụ rồi. Họ đóng điện từ dân, từ có điện đấy, vẫn có điện Họ để cũng dùng. kéo điện từ Vẫn trong có dân ra. điện ở để dùng. Nó Nước tủ thì điện này rồi mà lại không đấu điện cho dân nhỉ? đúng rồi, chỉ đợi đấu thôi mà. Tủ điện thì có hết, thì em nghĩ chắc đấu đến Em đây sợ. Đây là cái làn ở bên trong, Bây giờ thì nên làn sao? bên trong của cái khu đất Đây là dịch khu vụ. mấy, 50 triệu Mặt đúng không? đường có 6 mét. Còn cái làn vừa nãy chúng ta đứng bên ngoài kia là mặt đường nó tổng cộng cả vỉa hè nữa là 21 mét. À, đường rất là rộng. Cái khu đất Đấy dịch này thì vụ là bé mặt tí này thế là này nhưng mà 60 ngày triệu. xưa không hiểu người ta chia thế nào đường trục vì mép ngoài rất là rộng, đường trong này thì Văn là phòng 6 của chị mét. ở gần đây không? Về hạ tầng đường thì rất là ok. Bọn này nó đổ đất Đấy. cát gì ở đây Đất ở thì nó quê chia không? cũng 5-70 mét vuông, cũng khá là nhỏ vừa miếng. Tủ điện thì đã làm rồi nhưng hiện tại là chắc là chưa có nguồn đấu điện về đây. Nên các hộ dân đã xây dựng ở đây rồi nhưng mà chưa có điện nước. Đấy, điện thì có hộp kỹ thuật rồi nhưng chưa có nguồn. Nên mình nghĩ chắc là nó cũng sẽ có điện sớm thôi. Nước thì cũng chưa có nước sạch, chúng ta phải dùng nước giếng khoan. Đấy, đó là cái bất cập của cái khu đất dịch vụ này, gọi là cha chung không ai khóc. Nhưng mà chúng ta có thể thấy được là với cái đường mặt trục chính, cái đường to như này thì đang là giá người ta đang chào là khoảng 80 triệu đồng một mét vuông. Đấy, còn đối với cái đường mà mặt 6 mét thì là giá nó khoảng 60 đến 65 triệu một mét vuông. Ở trong đây thì do đất dịch vụ không có ai quản lý nên là người dân hoặc là những cái đơn vị xây dựng họ mang rác phế thải ở đây họ đổ đầy ở đây. Và nhiều người thì họ lại tận dụng ở trong đây làm bãi tập kết vật liệu để người ta dồn vật liệu ở đây để người ta cấp cho khu La Phù và các cái khu vực xung quanh đây xây dựng. Để chúng ta thấy được là cái việc hoạt động xây dựng rất là tấp nập. Nếu mà chúng ta về đấy ở thì cái việc đường xá nó bụi bẩn là không tránh khỏi. Đấy, thì mình cũng review cái giá đất cho chúng ta biết để có khả năng nếu chúng ta đi một số các cái khu vực như là khu đất dịch vụ An Thượng hay là đất dịch vụ Vân Nũng hay là An Khánh hay là Nại Yên thì chúng ta thấy được ở bên đấy nó sạch sẽ hơn rất là nhiều. Đây là mình đang đi vòng ngược trở ra, đây là cái đường trục chính mà
men theo cái khu đô thị Lê Trọng Tấn, và bên phải này là cái khu đất dịch vụ Đồng Dường đấy. Thì mình đi ngược ra cái đường Lê Trọng Tấn bên ngoài đấy, đường trục chính bên ngoài, trước khi tiếp cận vào cái khu đất dịch vụ Đồng Dường này. Thì mình làm cái video này update cho các bạn cái giá đất dịch vụ ở khu Đồng Dường này để các bạn biết. Mình thấy là giá như thế này cũng khá là cao. Thực sự là giao thông kết nối ra đường trục chính Lê Trọng Tấn thì cũng không phải là gần lắm, đi cũng khá là nắc néo đấy, mà đang đi gọi là đi chung với khu đô thị thôi đấy, đi chung với khu Galaxy đấy. Nếu mà ô tô tải cái thứ khi đi vào đây ấy, thì xe to hay xe container ấy vào đều phải xin phép cái bên quản lý hạ tầng của khu đô thị Lê Trọng Tấn này. Đấy, đó cũng là một cái bất cập. Còn nếu mà đi nối La Phủ thì chưa có cái đường giao thông rộng để đi qua La Phủ đâu. Có cái trục đường rất là to nhưng mà chưa thông. Đấy, mới gọi là đánh trống bỏ rùi thôi. Người ta làm cái đất dịch vụ người ta bỏ đấy. Nói chung là đất ở chỗ nào nó cũng đắt, nên là đất dịch vụ gọi là hạ tầng nó chưa đồng bộ, thế mà giá cũng đã lên 70-80 triệu đồng mét vuông. Tất nhiên là mặt đường khá là to, mặt đường 12 mét luôn. Đây là ra tới đường Lê Trọng Tấn rồi các bạn này. Đấy, thì mình sẽ quay trên cao rồi mình sẽ review cho các bạn bằng một cái video khác nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.